Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Xin chào Long Lai sớm một chút để cho cả nhà có thể nhanh tay chia sẻ đường link cũng như là tab đội nhóm của mình vào để chúng ta học kiến thức của sản phẩm. Xin chào mọi người. Rồi mọi người hãy share cái đường link này cũng như là tag đội nhóm của mình vào nha. Rồi chào cả nhà. Trong quá trình Loan chia sẻ thì Loan sẽ sử dụng quyển catalog rất là nhiều. Chính vì thế là các anh chị nên cầm sẵn quyển catalog trên tay cũng như là một cây viết để cho chúng ta có thể ghi chép lại những cái thông tin chính xác nhất. Bởi vì là nếu như mà mọi người không nắm rõ về các cái sản phẩm của công ty mình thì chúng ta sẽ không tư vấn cho khách hàng được một cái cách tốt nhất được. Và khi mà khách hàng họ bị mông lung với sản phẩm thì chắc chắn họ sẽ không có mua sản phẩm của mình, thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ không có đơn hàng. Chính vì thế học sản phẩm là điều đầu tiên và tiên quyết nhất đối với tất cả các anh chị em tư vấn viên. Rồi, Long thấy lượt xem cũng khá là đông rồi, bây giờ Long sẽ bắt đầu luôn nha. Thì đầu tiên thì cho Long xin giới thiệu, dành cho Long 5 phút thôi để cho Long giới thiệu về quyển catalog của chúng ta một chút xíu. Thì khi mà cầm quyển catalog trên tay, mọi người sẽ thấy cái gì, ngay cái gì ạ? Một cái màu đỏ rất là ấm áp, rất là nổi bật. Thì trên cái màu đỏ, thì trên cái trang bìa này chúng ta sẽ có một cái cây mascara. Thì đây là cây mascara mới, chút xíu nữa Long sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái cây mascara này. Thì cả nhà hãy cùng Long lật đến trang số 4. Bây giờ cả nhà hãy cùng Loan lật đến trang số 4 ha. Đây, trang số 4 đây. Ở đây thì nó hơi ngược màn hình một chút xíu, cho nên là những bạn nào đang cầm quyển catalog thì chúng ta nên dỡ đến trang số 4 giùm cho Loan nha. Ở trang số 4 này thì chúng ta có cái gì? Ở trang số 4 này thì phía bên góc bên này này, mọi người có thể thấy phía bên góc này thì nó sẽ có một cái chủ đề. Thì mỗi tháng chúng ta đều có một cái chủ đề khác nhau, tương đương là mỗi quyển catalog chúng ta đều có một chủ đề khác nhau. Thì anh chị nên đọc cái phần chủ đề này để nắm rõ được cái nội dung của tháng mà chúng ta đang kinh doanh, nó nói về cái vấn đề gì. Thì tháng 11 sẽ có một cái chủ đề là đẹp không giới hạn. Thì Lô sẽ tóm tắt cái chủ đề này lại cho anh chị dễ nắm hơn. Đẹp không giới hạn ở đây có nghĩa là anh chị hiểu rằng bản thân anh chị cần cái gì và những gì sẽ phù hợp với chính bản thân của mình. Khi mà mọi người bỏ tiền ra mua một sản phẩm làm đẹp, điều chúng ta cần quan tâm ở đây không phải là giá thành mà chính là chất lượng và hiệu quả của sản phẩm mang lại. Thì cái quyển danh mục này nó sẽ có những cái sản phẩm làm đẹp và nó sẽ chia sẻ những cái phương pháp giúp cho anh chị hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp cho chúng ta đẹp bất chấp mọi giới hạn. Đó chính là cái chủ đề của quyển catalog này. Và nếu như mọi người muốn nắm rõ hơn nữa thì chúng ta chỉ cần đọc cái phần này. Đó, tiếp theo là cái gì? Tiếp theo mọi người giờ đến trang số 5. Trang số 5 bên cạnh. Qua trang số 5 bên cạnh dùm cho Loan. Trang số 5 bên cạnh này là cái phần mục lục. Cái phần mục lục đây ạ. Những cái phần dưới này này. Những cái phần dưới này là những cái phần mục lục. Thì cái những cái phần mục lục này nó sẽ giúp cái gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta dỡ quyển catalog, lật quyển catalog nó nhanh hơn. Ví dụ có một khách hàng hỏi mua một chai nước hoa đi. Thì thay vì chúng ta cứ lật như thế này, nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Thì mọi người chỉ cần dỡ đến trang phần mục lục, mọi người xem thử nước hoa nó nằm ở trang số mấy. Nó nằm ở trang 30. Thì chúng ta chỉ việc dỡ đến trang 30 là chúng ta đã có thể tư vấn nước hoa cho khách hàng rồi. Tương tự những dòng khác cũng như vậy. Đó chính là cái nội dung, cái phần mục lục nó sẽ mang đến cho chúng ta cái công dụng như vậy. Rồi, kế tiếp là cái phần ở phía dưới này ạ. Cái phần gốc ở phía dưới này, đây là chính là các cái ký hiệu. Phần phía dưới gốc này này.
Đây ạ, phần phía dưới góc này. Nối dài từ trang số 4 sang trang số 5. Nối dài từ trang số 4 sang trang số 5 thì đây là những cái ký hiệu. Thì Loan sẽ để quyển catalog xuống dưới này, xuống dưới bàn này để chúng ta có thể trao đổi thuận tiện hơn ha. Mọi người cũng có thể, khi mà mọi người cầm quyển catalog thì mọi người cũng biết là Loan đang nói ở, Loan đang nói tới đâu nha. Trang số 4, trang số 4 ở đây ạ. Trang số 4 đây, những cái ký hiệu ở dưới này, những cái ký hiệu ở dưới này. Mọi người có thể thấy ha. Thì cái ký hiệu đầu tiên đây là chính là cái ký hiệu QR code. Đây là ký hiệu công nghệ nha cả nhà. Cái ký hiệu công nghệ nằm ở trang số 4. Thì cái QR code này nó sẽ là một cái phiên bản catalog trực tuyến. Nghĩa là khi chúng ta sử dụng điện thoại thì chúng ta có thể xem được quyển catalog trên cái điện thoại của mình. Chỉ cần tải cái app, tải cái ứng dụng QR code này, hoặc là các bạn tướng viên có Zalo á, thì trong Zalo nó sẽ có một cái phần mềm để chúng ta kiểm tra cái app. Thì chỉ cần đưa cái điện thoại vào trong cái app này là chúng ta đã có một cái quyển catalog di động chính trên cái điện thoại của mình. Đó thì đây là một cái cách bán hàng rất là nhanh gọn và rất là tiện lợi dành cho các anh chị tướng viên. Tiếp theo bên cạnh đó là cái gì? Bên cạnh này là một cái trang web. Một cái trang web của Oriflame. Một cái trang web của Oriflame. Thì chúng ta chỉ cần tra cái đường link này lên trên cái trang web, lên trên Google là nó sẽ có ra một cái fanpage của Oriflame. Bên cạnh đó là Facebook, Instagram và YouTube của Oriflame, của Oriflame Việt Nam. Của Oriflame Việt Nam. Đó chính là những cái ký hiệu của công nghệ, ký hiệu công nghệ. Còn bên trang số 5. Trang số 5 đây ạ. Những ký hiệu dưới này ạ. Những ký hiệu dưới này nó sẽ nói lên những điều gì? Đây là ký hiệu quốc tế nha. Những cái ký hiệu này thì đầu tiên là cam kết 100%. Cam kết 100% cái ký hiệu này nó nói lên cái gì? Trong này nó cũng có ghi ạ. Chúng tôi cam kết 100% về hiệu quả sử dụng. Nếu hoàn toàn không hài lòng với sản phẩm mình đã mua, quý khách có thể hoàn trả lại sản phẩm. Chúng tôi sẽ hoàn tiền lại trong vòng 30 ngày. Thì tốt nhất là mọi người nên hoàn trả sản phẩm từ 20 đến 25 ngày, còn 5 ngày sau đó để công ty giải quyết cái vấn đề của mọi người. Và cái quy định đổi trả ở đây là gì? Chúng ta tư vấn đúng cách, chúng ta tư vấn đúng sản phẩm, chúng ta tư vấn đúng đối tượng. Mà khách hàng sử dụng xảy ra những tình trạng không mong muốn thì công ty sẽ hỗ trợ cho các anh chị đổi trả sản phẩm. Nhưng nếu như khách hàng da dầu, mình lại đi tư vấn sản phẩm dành cho da khô, thì cái đó là gì? Cái đó là lỗi của chính bản thân mình. Công ty sẽ không hỗ trợ đổi trả cho các anh chị. Đó, phải là từ về sản phẩm này, từ về yếu tố, còn rất là nhiều yếu tố khác công ty mới đổi trả cho các anh chị được nha. Rồi bên cạnh đó là một cái dấu chân động vật. Cái dấu chân động vật này nó nói lên cái gì? Oriflame cam kết là không thử nghiệm trên động vật, mà thử nghiệm trên các tình nguyện viên, các bạn tình nguyện viên. Các bạn tình nguyện viên ở đây là khắp châu lục trên thế giới. Các bạn đã đăng ký Oriflame phải tuyển chọn để trải nghiệm sản phẩm. Thì các bạn, các anh chị tư vấn viên yên tâm là khi một sản phẩm đến tay mình nha, thì đã trải qua rất là nhiều đợt kiểm nghiệm từ các bạn tình nguyện viên, cho nên đảm bảo an toàn về sản phẩm. Rồi bên cạnh đó là một cái logo có cái hình mũi tên. Thì cái này là Oriflame tự hào là thành viên của liên đoàn hiệp hội bán hàng trực tiếp trên thế giới. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là Oriflame bán hàng không thông qua bất kỳ một cái trung gian nào cả. Đồng nghĩa việc là những cái sản phẩm tới tay anh chị toàn bộ đều là sản phẩm với giá gốc của công ty. Chính Loan cũng vậy thôi, Loan cũng mua với giá giống như là giá của các anh chị. Chính vì thế là mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề là mình mua cái này có bị lỗ không, có như thế nào như thế kia không. Sản phẩm chỉ có một, nguồn gốc chỉ có một và tới tay anh chị vẫn là giá gốc. Rồi bên cạnh đó một cái logo cuối cùng là tổ chức từ thiện Oriflame đồng hành cùng trẻ em. Thì đây là một cái logo là chứng tỏ là Oriflame là đồng sáng lập ra quỹ nhi đồng trên thế giới. Có nghĩa là Oriflame rất là quan tâm đến trẻ em này, rất là quan tâm đến phụ nữ này. Thì ở đây là mỗi năm thì có những cái lợi nhuận công ty thu về, thì công ty đều trích một cái phần nào đó ra để ủng hộ cho quỹ trẻ em. Điều đó cũng khẳng định rằng là các anh chị đóng góp rất là lớn. Có nghĩa là các anh chị đóng góp cực kỳ lớn trong cái việc mà chúng ta ủng hộ như thế này. Nếu như không có anh chị thì chắc chắn Oriflame sẽ không làm được điều này. Đúng không ạ? Oriflame đã ủng hộ cho làng trẻ em SOS này. Oriflame đã xây trường học cho những trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Đó, chỉ ở Việt Nam thôi, chưa kể cả thế giới các bạn ạ.
Rồi đó là tổng quan về quyển catalog của mình. Đó là những cái ký hiệu này, những cái phần mục lục này, rồi cái phần nội dung, cái phần chủ đề này. Đó chính là cái phần tổng quan về quyển catalog. Vậy thì bây giờ Lo sẽ đến với cái phần là sản phẩm chủ lực. Thì sản phẩm chủ lực Lo sẽ đi theo danh mục, chứ Lo không có đi theo từng trang, để cho mọi người có thể dễ dàng nắm rõ hơn. Thì Lo sẽ đi theo từng danh mục. Danh mục đầu tiên thì tháng này thật sự thì dòng trang điểm được khuyến mãi rất là nhiều, thì Lo sẽ chọn ra một số sản phẩm để tư vấn cho các anh chị. Đi theo danh mục nha cả nhà, danh mục nha, chứ không phải là đi theo từng trang đâu nha. Đó thì đầu tiên là sản phẩm mascara. Mascara thì tháng này chúng ta có hai loại mascara. Mọi người gấp dùm Lo trang số 3 và trang số 25. Cả nhà đã cầm sẵn, đã có sẵn quyển catalog rồi đúng không ạ? Và trước khi mà bắt đầu chia sẻ sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực, thì Lo cũng có một cái mẹo như thế này. Thường thì thật sự là Lo cũng sẽ không nhớ được hết tất cả các sản phẩm, bởi vì có hàng ngàn sản phẩm Lo không thể nhớ được hết, thì Lo thường hay ghi như thế này. Đây cả nhà thấy một cái khuôn mặt mẫu mà Lo ghi rất là nhiều, bởi vì sao? Lo sẽ note lên ở trên này, Lo sẽ ghi chú lên trên này. Ví dụ như là xuất xứ này, sản phẩm này có công dụng như thế nào này, rồi nó sẽ phù hợp với đối tượng nào này, đó Lo sẽ ghi hết lên trên này. Lựa một cái chỗ trống thiệt là sáng để ghi lên trên này. Đó, đây là cái mẹo luôn luôn là Lo có thể là luôn luôn Lo học được này, cũng như là Lo tư vấn cho khách hàng mà không bị bất kỳ một cái lỗi nào cả. Đây Lo ghi lên trên này ha. Thì mọi người cũng có thể là chút xíu nữa mà thấy những cái nào mà nó hay á, thì chúng ta ghi lên trên cuốn catalog này của mình. Và nhớ nha, ghi xong thì mọi người phải giữ lại cuốn catalog, chứ không thôi làm lỡ mà lạc mất thì rất là tiếc, và chúng ta phải ngồi nghe lại. Rồi giữ dùm Lo, gấp dùm Lo trang số 3 và trang số 25. Chúng ta có hai cây mascara đây ạ. Đây một cây màu đỏ này, cây này là cây mới này, cây mới của tháng 11 này, và một cây màu hồng tím như thế này cũng nằm trong dòng từ quanh. Thì hai cây này nó khác nhau như thế nào? Đầu tiên là cây màu đỏ trước ha. Cây màu đỏ này thì nó khác biệt so với tất cả những cái loại mascara mới, mascara khác. Đó là khác cái gì? Đây ạ. Cái đầu cọ. Nó khác cái đầu cọ. Đầu cọ cực kỳ nhỏ, đầu cọ siêu nhỏ. Đây so sánh ạ. So sánh thì đầu cọ này siêu nhỏ. Thì đầu cọ siêu nhỏ này nó sẽ giúp làm cái gì? Đây. Đó, hai đầu cọ khác nhau ha. Đây là đầu cọ siêu nhỏ. Thì đối với những cái cô nàng nào, đối với những bạn gái nào mà cái lông mi ngắn á, có nghĩa lông mi ngắn mà ngắn củng luôn, hoặc là những bạn nào không hề biết chút mascara, không biết chải mascara, chưa hề trang điểm và cảm thấy là chải mascara là một cái gì đó nó rất là khó khăn, thì chúng ta sẽ tư vấn cái sản phẩm này dùm cho Lo. Bởi vì cái đầu cọ nó siêu nhỏ, cho nên là những bạn nào không biết đi chăng nữa vẫn có thể chải được một cách rất là dễ dàng. Đó, thì đối tượng chúng ta sẽ nhắm đến là những bạn gái như vậy, hoặc là những bạn muốn chải cái lông mi của mình nó được thuận tiện hơn, nó tránh cái tình trạng lem nhem. Những bạn nào đã xịn rồi nha, muốn tránh cái tình trạng lem nhem thì chúng ta cũng nên sở hữu cây mascara này để chải cái gì? Chải hàng lông mi dưới. Thì trong này Lo cũng có ghi sản phẩm được sản xuất tại Ba Lan. Bởi vì sẽ có một số khách hàng họ rất là quan tâm về cái vấn đề là xuất xứ của hàng hóa, họ rất là quan tâm nha cả nhà. Sản phẩm đó phải được xuất xứ từ đâu, bởi vì họ là khách hàng khó tính mà. Cho nên Lo cũng nói luôn là sản phẩm này được sản xuất tại Ba Lan. Ưu điểm là cái đầu cọ siêu nhỏ, nó sẽ giúp làm dày và dài lông mi của mình, đặc biệt là những bạn có lông mi ngắn không biết sử dụng mascara, chúng ta có thể sử dụng cái này. Và cái điều ở đây mà Lo rất là thích là sản phẩm không lem, nhưng mà được cái là nó sẽ lem ở trong nước ấm. Khi mà chúng ta tiếp xúc với nước lạnh thì sản phẩm nó sẽ không lem nha. Nhưng mà khi chúng ta rửa bằng nước ấm là sản phẩm nó sẽ, cái mascara nó sẽ tự động nó trôi đi, rất là dễ dàng chùi tẩy. Đó là cái đó là Lo rất là thích. Đó, và thật sự rất là thiệt thòi cho những bạn nào mà cảm thấy lông mi ngắn mà chúng ta không chút mascara. Rất là thiệt thòi, bây giờ chúng ta đã có một cái sản phẩm để cứu giúp cái làn
mi của mình rồi. Và người ta nói thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần chải mascara lên một chút xíu thôi là nhìn cái đôi mắt của chúng ta nó rất là có hồn và nó rất là thu hút. Rồi, vậy thì sản phẩm này, đây là sản phẩm chúng ta sẽ xong sản phẩm này ha. Vậy thì sản phẩm kế tiếp là cây mascara The One màu hồng tím. Đây ạ, nó nằm ở trang số 25. Nó nằm ở trang số 25. Thì đầu tiên là về nơi xuất xứ của nó cũng chính là Ba Lan. Xuất xứ là chính là Ba Lan. Thì với một cái công thức là kem miệng. Đây ạ, Long thường hay note lên như thế này. Long thường hay ghi lên như thế này. Xuất xứ này là Ba Lan này. Rồi Long ghi những cái thành phần ở trên này nè. Đúng với cái sản phẩm luôn. Đó, xuất xứ thì Ba Lan. Thì cái sản phẩm này nó được nói là giúp làm giữ mi dày và cong lâu hơn, với thiết kế là cọ răng thưa. Khi chúng ta lấy treo á, nó sẽ không có bị nhiều treo ở trên này. Và mọi người cũng lưu ý dùm cho Loan là mình sẽ không quá tham lấy nhiều treo nha. Đó, chúng ta chỉ lấy khi mà chúng ta rút ra chúng ta nhớ vét lên đây. Nhưng mà được cái là cái đầu cọ răng thưa này thì nó sẽ không có lấy nhiều treo, nó chỉ lấy một cái lượng treo vừa đủ thôi. Đó, nếu như mình lấy quá nhiều treo thì khi chút lên mắt của mình nó sẽ bị vón cục. Thì cái răng thưa này nó kết hợp, cái đầu cọ răng thưa này nó sẽ giúp cho ly mi của chúng ta nó được tơi ra. Nó tơi ra và đặc biệt là cái sản phẩm này thì nó nhằm giữ cho mi của mình cong lâu hơn. Nhớ cái ưu điểm này giùm Loan. Bạn nào mà muốn sở hữu được cái lông mi nó cong và chúng ta không có quá nhiều thời gian để chải liên tục mỗi ngày 2 lần á, thì chúng ta sẽ tư vấn cái sản phẩm này. Nó sẽ giúp giữ cái làn mi của mình được cong từ sáng và cho tới tối khuya. Và đặc biệt là sản phẩm không hề vón cục bởi vì nó thiết kế bằng cọ răng thưa. Đó là cái ưu điểm của sản phẩm. Và hai sản phẩm này thì chúng ta có thể tư vấn cho tất cả các đối tượng khác nhau chứ không riêng lẻ một cái đối tượng nào cả. Sản phẩm mới thì được giảm giá tới 50% lận cả nhà. 50% 350, chỉ còn là 175.000 mà thôi. 175.000 mà Loan nghĩ rằng sản phẩm này dùng rất là lâu. Loan xài từ đầu tháng. Loan khui là đầu tháng 10. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới bây giờ mà sử dụng cái lượng treo còn rất là nhiều. Còn riêng cái sản phẩm màu hồng tím này thì nó được sale 30%, 208, chỉ còn 195.000 thôi. Đó, bạn nào chưa có mascara thì chúng ta nên mua trong tháng này. Một trong hai có thể lựa chọn, hoặc là lựa chọn cả hai sản phẩm. Rồi, sau mascara thì chúng ta sẽ tới sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo giữa dùm Loan trang số 7. Trang số 7 cũng tương tự như vậy, Loan cũng sẽ ghi lên trên này. Loan sẽ ghi lên trên này. Thì Loan hướng dẫn, đây Loan chia sẻ một cái mẹo mà Loan hay học bài nha. Học bài Loan sẽ ghi lên trên này những cái điều chính thôi, những cái điểm chính Loan hay ghi lên trên này. Thì cái gel chân mày này nó được sản xuất tại Ba Lan. Công dụng của sản phẩm là nó sẽ giúp mày rậm này, sắc nét này, giữ màu này, ngăn ngừa thấm nước. Sản phẩm giúp ngăn ngừa thấm nước và nó gồm có 3 màu, tất cả từ màu nhạt cho tới màu đậm, màu nâu này, màu nâu trung bình và màu nâu đậm. Nó sẽ có 3 màu tất cả. Thì 3 màu này Loan cũng có ở trên tay đây. Đây ạ, 3 màu, màu nhạt này, màu giữa là màu nâu nhạt và màu cuối cùng là màu nâu đậm. 3 màu thì chúng ta sẽ lựa chọn cái này theo cái màu tóc của mình. Thì đối với những bạn nào mà muốn cái chân mày của mình nó được sắc nét, muốn cái chân mày của mình nó được vô nếp này, nó được sắc nét và nó sẽ không có lỉa chỉa lung tung ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này để định hình lại cái chân mày của mình. Còn những bạn nào mà có lông mày rậm này hoặc là xăm chân mày và chúng ta ngại kẻ thêm để cho nó đậm thêm á, thì mình cũng có thể sử dụng cái chì kẻ chì mày mascara này. Chỉ cần chút một chút xíu thôi là cái mày của mình nó đã được có một cái màu rất là tự nhiên rồi. Và những anh em có một cái đôi chân mày, thật sự thì đàn ông họ hay chú trọng chân mày lắm, bởi vì người ta nói là chân mày là phát tướng mà, chân mày phát tướng, ai chân mày càng rậm thì phát tướng càng nhiều, đúng không ạ? Thì những bạn nam mà không có chân mày hoặc là chân mày nhạt nhợt thì chúng ta có thể sử dụng cái chì
cái chải mascara mày này để chải vào những cái vùng mà chân mày của chúng ta bị nhạt. Thực sự thì khi chải như vậy thì chắc chắn những cái người đối diện họ sẽ không biết rằng là bạn đang dùng, bạn đang sử dụng mỹ phẩm. Đó là một cái mẹo dành cho những anh, những bạn nam nào mà đang muốn cái chân mày của mình nó rậm hơn, nó đậm hơn, hoặc là những bạn ngại kẽ chân mày và không biết kẽ chân mày mà muốn cái chân mày của mình nó được thần thái, nó được bật sáng cái khuôn mặt mình lên, thì đây là một cái sản phẩm mà Long nghĩ rằng là nên bỏ túi ngay lập tức ở trong tháng 11 này, bởi vì là nó đang được giảm giá đến 50% cả nhà. 300.000 chỉ còn 150.000 thôi. Rồi. Bên cạnh đó là cái gì? Bên cạnh đó là có một cái cây liner. Một cái cây liner. Cây liner này thì cây kẽ mắt gọi là cây kẽ mắt ấy, thì trong tháng này nó sẽ được giảm giá 3 cây, 3 dòng khác nhau, 3 loại khác nhau, 3 loại cũng khác nhau luôn. Thì Long cũng sẽ chia sẻ đến cho cả nhà để cả nhà có thể nắm rõ về cái sản phẩm của mình. Mọi người giữ giùm Loan trang số 7 này, gấp giùm Loan trang số 7, trang số 23 và trang số 29. Trang số 7, trang số 23 và trang số 29. Đó là những trang mà có kẽ liner, có kẽ mắt nước, có kẽ mắt. Kẽ mắt có nghĩa là cái kẽ. Kẽ mắt có nghĩa là kẽ cái đường này này cả nhà. Kẽ mắt có nghĩa là kẽ cái đường mà dưới cái đuôi mắt của mình này, đó là kẽ mắt. Đó, và chúng ta sẽ có 3 loại. Trang số 7 nó là dòng từ quanh, dòng trung bình. Trang số 23 thì chúng ta sẽ có dòng Colorbox, gọi là Colorbox. Thì cái trang này nó là cái cây dạng kẽ nước, cây nước. Và cái dòng này thì dòng ở phù hợp với giá thành của người tiêu dùng. Và cuối cùng là trang số 29 thì nó sẽ có một cái hũ dạng gel. Thì cái gel này nó nằm ở dòng Jordani Gold, có nghĩa là dòng cao cấp của công ty Oriflame. Nó gồm có 3 dòng tất cả nha cả nhà. Cũng như vậy, nó cũng chỉ là kẽ cái phần ở phía dưới đuôi mắt của mình. Đó, thì Long sẽ chia sẻ từng sản phẩm. Đầu tiên là sản phẩm nằm ở trang số 7. Đây ạ. Sản phẩm nằm ở trang số 7 này thì đây là một sản phẩm được đến từ nước Ý. Đến từ nước Ý. Tại vì sao mà cái sản phẩm này Long thích ở sản phẩm này, đó chính là cái thành phần là chống thấm nước. Chống thấm nước bởi vì là khi mà kẽ mắt mồ hôi ra này, lượng dầu tiết ra này, thì tất nhiên cái phần này nó sẽ bị lem nhem. Nhưng riêng cái cây bút này, cây bút luôn gọi là cây bút bởi vì nó rất là giống cây bút. Cây bút kẽ mắt của chúng ta nó có waterproof cho nên nó chống thấm nước rất là lâu. Một lần chải vào buổi sáng thôi, một lần chút kẽ vào buổi sáng thôi thì nó sẽ giữ từ sáng cho tới tối khuya. Lâu về nhà nó vẫn còn giữ nguyên cả cái đường line của mình, cả cái đường kẽ của mình. Đó, và sản phẩm thì nó có hai màu, một màu nâu và một màu đen. Màu nâu thì bạn nào thích cái sự trẻ trung năng động thì chúng ta có thể sử dụng màu nâu. Còn màu đen thì bạn nào mà cá tính, mạnh mẽ, quyến rũ, sexy thì chúng ta có thể sử dụng màu đen. Đặc biệt là đó, màu đen. Đặc biệt là cái cây này luôn. Cái cây này là chống thấm nước cho nên là vào những cái mùa mà mùa lạnh này, chuẩn bị tới mùa mưa này. Ở Đà Nẵng thì đang bắt đầu mùa mưa, hoặc là những bạn cao nguyên, hoặc là những bạn ở Hà Nội thì đang mưa đúng không ạ? Thì cái cây này rất là tiện lợi, chỉ có một cái sản phẩm chúng ta bỏ vào túi, chúng ta đem đi bất kỳ nơi đâu để giúp cho cái đôi mắt của mình luôn luôn được to tròn. Rồi. Cũng được giảm giá 50%. Chỉ còn 155.000 thôi ạ. Trang số 23 thì chúng ta có một cái sản phẩm, đây là kẽ mắt dạng nước. Đây là kẽ mắt dạng nước thì Long có mẫu đây. Đây. Long sẽ thử ở trên này ha. Đầu cỡ nó nhỏ như thế này cả nhà. Đầu cỡ nhỏ tí tì tiêu như thế này. Đó. Thú thật thì ngại quá. Long sử dụng cái sản phẩm này mà thật sự là nó mòn luôn chữ rồi. Tại vì Long rất là thích. Long sử dụng rất là nhiều lần. Hình như là ngày nào Long cũng xài cái sản phẩm này. Cho nên là nó hơi bị mòn cái chữ này, cả nhà thấy không? Đó. Xài sản phẩm này cực kỳ rẻ. Nó với giá thành cực kỳ rẻ mà sản phẩm thì rất là tốt. Thì chút xíu Long đợi cái này nó khô thì mọi người sẽ biết được là Long nói tốt như thế nào không? Thì trên này Long cũng có ghi là sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ. Cái đầu cọ thì rất là nhỏ như khi nãy Long đã đưa rồi. Và màu lên thì rất là đậm. Đây ạ, màu lên chỉ cần một cái đường chúng ta rút ra thôi thì màu lên đậm như thế này. Đợi cái này nó khô.
Rồi Long sẽ test thử sản phẩm cho mọi người xem. Muốn kẻ đường lai mảnh này, hay là muốn kẻ đường lai dày này, muốn kẻ mắt mảnh hay muốn kẻ mắt dày này, tùy thuộc vào cái người kẻ và tùy thuộc vào chính bản thân của mình. Đó. Đây ạ, Long thử cho mọi người thấy ha. Đó, cho dù Long chà đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn không lên, không hề lên một chút xíu nào cả. Nó vẫn y nguyên như vậy, không lên và không lên. Với giá là chỉ có 89.000 thôi cả nhà. Ưu đãi là 40% sản phẩm mới nữa. Thì cái cây mắt này Long cực kỳ thích. Những bạn nào mà kẻ hơi xịn một chút xíu rồi á, và muốn kẻ hơi xịn nha, tại vì cái này là Long nghĩ là những bạn nào hơi xịn một chút xíu có thể dễ dàng hơn, thì chúng ta mua cái sản phẩm này về để kẻ mắt, đảm bảo là không lem không trôi, và chỉ cần sử dụng nước ấm hoặc là cái nước tẩy trang chuyên dụng dành cho mắt, chúng ta có thể tẩy ra một cách dễ dàng. Đó là điều Long rất là thích ở cái sản phẩm này. Giá thành rẻ này, rất là lâu trôi này, cho dù có gặp nước bao nhiêu đây chăng nữa thì nó vẫn y chang như vậy, không khác gì cả. Nhắc lại một lần nữa thì sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ nha cả nhà. Tiếp theo trang số 29. Trang số 29 thì chúng ta có một cái hũ treo cộng với một cái cây cọ. Cái hũ treo này thì nó là dạng treo, cho nên là cái sáp của nó rất là mềm. Nó cực kỳ mềm và Long thấy là cái này sử dụng rất là lâu. Đây Long cũng có mẫu luôn. Đây ạ. Đây là cái hũ lần đầu tiên ra mắt, cách chắc cũng phải là 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng rồi, thì phải 3, 4 tháng, 5 tháng gì đó, Long cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà từ khi mà ra mắt đến bây giờ Long sử dụng chỉ có vơi một chút xíu thôi. Đây là cái hũ mà Long đang sử dụng này. Nó chỉ có vơi một chút xíu 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 thôi. Có nghĩa là nó sử dụng được cực kỳ lâu. Và trong đó thì Long cũng có thêm một cái cây cọ như thế này. Cây cọ hai đầu như thế này. Đây cây cọ hai đầu. Một đầu dẹp xéo như thế này và một đầu tròn. Một đầu tròn dài. Thì những bạn nào muốn cái đường lai đậm á, thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu tròn này. Và những bạn nào muốn sử dụng cái đường lai và nó mảnh, nó thanh thôi á, thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu dẹp như thế này. Đó thì nó cũng sẽ thử sản phẩm lên trên tay để cho mọi người có thể cảm nhận được là cái sản phẩm nó bền màu như thế nào. Treo rất là mịn này, mềm mà lên màu rất là sắc nét, lên màu một phát là đen, sắc nét vô cùng. Đây ạ, thì chút xíu nữa Long sẽ test thử cái sản phẩm này, xem thử cái độ bền màu của nó như thế nào ha. Và mọi người nhớ lưu ý dùm cho Long nha, khi mà chúng ta mở một cái hũ treo hay là mở một cái cây bút hay là mở một cái hũ nước như thế này ra ngoài không khí, thì sau khi sử dụng xong chúng ta phải đóng nắp lại ngay lập tức để tránh cái tình trạng là cái treo mắt của chúng ta nó sẽ bị khô. Nó sẽ bị khô lại. Và ưu điểm cái sản phẩm này là bạn nào mới sử dụng, mới bắt đầu học á, thì Long khuyên là nên mua cái sản phẩm này. Mua cái sản phẩm mà dạng hũ, dạng treo như thế này của Oriflame là chỉ còn là Long xem thử, chỉ còn mức giá là 179.000, còn cái cọ là chỉ có 69.000 thôi, đã được giảm giá 40% rồi cả nhà. Đó, thì sử dụng cái này nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nó sẽ đơn giản hơn tại vì nó dễ thao tác. Nó cực kỳ dễ thao tác, thì những bạn nào mới học này, mới bắt đầu sử dụng này thì Long nghĩ là bạn nên sở hữu cái cặp sản phẩm này. Đó, cái hũ thì cũng rất là sang nữa. Đây ạ, trên mặt thì in cái logo nổi như thế này, cây cọ thì hai đầu được làm bằng mạ vàng. Đó, sang cực kỳ. Rồi, giới thiệu về sản phẩm thì đây là một cái hũ được sản xuất tại Đức nha cả nhà. Sản phẩm này được sản xuất tại Đức. Kem mịn này, dễ tán này, và đặc biệt sản phẩm này hay được sử dụng trong cái trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm cô dâu, trang điểm cưới hỏi, trang điểm tất cả mọi thứ, trang điểm chuyên nghiệp, thì đây là một cái sản phẩm mà những bạn make up, những bạn trang điểm hay sử dụng nhất. Rồi, đây ạ, Long sẽ thử cho cả nhà xem này. Không lem không trôi. Đó. Sản phẩm không hề lem. Đây ạ. Thấy không ạ? Đó.
Đây là Long rất là yêu thích sản phẩm Oriflame, riêng về cái kẽ liner như thế này. Mọi người hay bảo là những cái cây kẽ khác thì rất là mau lem mau trôi, khi mà kẽ xong là hai con mắt mình nó đen thui như con gấu trúc. Nhưng mà yên tâm với sản phẩm Oriflame thì mọi người hãy yên tâm, bởi vì Long đã test cho cả nhà thấy này. Đó. Vẫn giữ nguyên đúng không ạ? Cả nhà ơi, mọi người gửi những cái comment như thế này này, nhưng mà khi mà Long tư vấn, Long sẽ không trả lời hết được tất cả các comment của cả nhà, cho nên là Long sẽ sau buổi live này Long sẽ dành thời gian trả lời từng comment của tất cả các anh chị nha. Rồi, vậy là xong về ba cái kẽ liner, chúng ta tiếp tục đến sản phẩm kế tiếp là son. Son thì mọi người dỡ dùm cho Loan trang số 9, lật dùm cho Loan trang số 9 và trang số 27. Mình có hai dòng son khác nhau, trang số 9 và trang số 27. Đầu tiên là dòng son The One. Đây là dòng son nắp trong, Loan gọi đây là dòng son nắp trong. Thì đây là son được sản xuất tại Nga này, nó gồm có 6 màu tất cả. Son có dưỡng nhưng rất là low fi, trẻ trung, sành điệu, dễ đánh và phù hợp với mọi đối tượng. Đó, Long hay note lên trên này để nhớ. Rồi, 6 màu, đây là từ màu nhạt cho tới màu đậm này. Thì 5 màu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái màu ở phía dưới này thì nó rất là dễ đánh, phù hợp với mọi tông da khác nhau. Riêng cái màu nude ở trên này, màu 35155 á, màu 35155 thì cái màu này nó hơi thiên tây một chút xíu, cho nên nếu như cả nhà muốn cái màu này nó được lên đẹp hơn thì chúng ta nên trang điểm nhẹ nhàng, sau đó chúng ta sẽ đánh màu này lên. Thì trên môi của Long hôm nay là đang đánh màu 35159 này. Thì Long có một cái mẹ Long thường hay sử dụng như thế này, Long sẽ đánh một cái màu son màu lạc lên trên môi, sau đó Long muốn cái đôi môi của mình nó được lan tỏa hơn thì Long sẽ đánh chồng thêm một cái màu đậm hơn ở trong cái lòng môi của mình. Đây ạ. Nó sẽ thử cả 6 màu này lên trên cái tay của mình để cho mọi người có thể thấy được. Đầu tiên là màu 35155 trước nha. Không như thế nào cho cả nhà thấy nha. Đầu tiên là màu 35155 trước đây. Kế tiếp là màu 35156. 35156 này là cái màu hồng đào, rất là dễ thương. Màu hồng đào rất là dễ thương. Thì bạn nào mà da trắng trắng sáng sáng thì đánh cái màu 35156 này lên này, cực kỳ tự nhiên mà vô cùng dễ thương. Màu tiếp theo là 35158. Thì cái màu này là màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen thì chút xíu nữa Long sẽ để cái tay sát màn hình để cho cả nhà có thể chụp lại màu nha. Đây, 35158, màu hồng cánh sen. Kế tiếp là màu 35159. 35159 là một cái màu hồng hơi pha cam một chút xíu. Đây ạ. Màu đỏ, thường thì Long thấy cái màu này giống màu đỏ cam. Tiếp theo là màu 35161. Màu này là màu đỏ. Và cuối cùng là màu 35162. Đây ạ. Đây, mọi người có thể chụp cái màn hình lại nha. Thì cái này là gồm 6 màu tất cả này. Thì đây là 4 cái màu, 5 cái màu phía cuối này thì rất là dễ tán, rất là dễ đánh này, phù hợp với mọi tông da. Riêng cái màu này thì nó cần mình phải trang điểm, hoặc là những bạn nào thích cái sự mà tự nhiên nhất có thể và muốn họ không biết mình đánh son đó, thì chúng ta có thể đánh sử dụng riêng một mình cái màu 55 ở phía trên này. Thì hôm nay Long đánh cái màu là 35159, cho nên là Long muốn cái lòng môi của mình nó đậm hơn một chút xíu nữa thì Long sẽ sử dụng một chút ít màu 35162. 35162 này để đánh vào trong cái lòng môi của mình.
màu môi khác đúng không ạ? Nhìn nó giống màu rượu á. Nó rất là đẹp. Đó, Loan cực kỳ thích pha màu như thế này. Những bạn nào đang có hai cây son á, chúng ta có thể pha màu theo cái kiểu của Loan đang sử dụng ha. Rồi. Son này được sản xuất tại Nga nha cả nhà. Nó có một cái lớp dưỡng lên trên bề mặt môi, cho nên là không có sợ cái vấn đề là môi của mình bị khô hay là môi của mình bị bong tróc như thế nào cả. Và đặc biệt Loan thấy ở cái sản phẩm này là những bạn nào mà không thích cái lớp dưỡng á, thì yên tâm, tầm Loan cảm nhận là tầm 15 phút là bắt đầu cái lớp dưỡng đó nó sẽ bị bay đi. Nó sẽ bị bong, nó sẽ bay đi, cái kiểu như là nó bốc hơi đi mất á. Thì nó sẽ để lại một cái lớp son hơi lì lì lên trên cái bề mặt môi của mình. Cho nên là những bạn nào không thích cái sự dưỡng ở trên môi thì yên tâm là chúng ta vẫn có thể sử dụng son này một cách rất là ok, rất là hiệu quả. Màu môi rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và nó kết hợp nè, 35159 kết hợp với 35162 sẽ cho ra cái màu môi như thế này nha. Rồi, kế tiếp. Sản phẩm này thì nó rất là trẻ trung. Cái thiết kế là trẻ trung, sành điệu, phù hợp với mọi đối tượng, ai cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Kể cả tuổi teen, người lớn, tuổi trung niên, vân vân và vân vân. Kế tiếp là mình sẽ có ở trang số 27 thì chúng ta có một cái dòng son nữa khác với dòng son khi nãy đây ạ. Đây là dòng son Jordani Gold. Dòng son Jordani Gold nó vẫn gồm có 6 màu, tất cả từ màu nhạt cho tới màu đậm, từ màu nhạt cho tới màu đậm. Mọi người có thể xem bảng màu bên này đó. Thì trên này nó có ghi là gì, sản phẩm thì được sản xuất tại Nga, gồm có 6 màu, tinh dầu argan, chiết xuất từ tinh dầu argan. Thì tinh dầu argan là một loại tinh dầu quý giá nhất trên thế giới. Nó được nằm trong các loại tinh dầu quý giá nhất trên thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì sao nó lại quý giá như thế này? Quý giá bởi vì sao? Mọi người có thể biết nha, 100g argan, 100kg argan, 100kg argan đó, nói theo mình là 100kg argan chỉ sản xuất được 1 lít dầu argan. Có nghĩa là chúng ta thu hoạch 100kg của argan nhưng mà chỉ có 1 lít dầu argan, chỉ thu hoạch được 1 lít dầu argan là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để thu hoạch được cái quả argan này thì cái cây đó phải có tuổi thọ trung bình là từ 30 đến 40 năm. 30 đến 40 năm thì chúng ta mới thu hoạch được quả argan này. Và chỉ riêng vùng đất Maroc ở châu Phi mới có cây argan. Chính vì thế cây argan rất là đắt và rất là hiếm. Và Oriflame đã cho cái thành phần đó vào trong cái dòng son môi của chúng ta. Thì không chỉ là dưỡng môi, argan có thể dưỡng môi, dưỡng tóc, dưỡng da, dưỡng tất cả mọi thứ, làm đồ ăn vân vân. Cái này cực kỳ quý nha cả nhà. Chính vì thế là cái sản phẩm của chúng ta nó sang trọng, vừa là cái vẻ bên ngoài vừa là thành phần bên trong. Và đặc biệt là sản phẩm được sản xuất tại Nga, một đất nước rất là đẹp, rất là thích. Lúc nào mà chia sẻ về son thì lúc nào cũng là cái tay như thế này. Với một cái thiết kế đâu rồi ta, đây ạ. Với một cái thiết kế vỏ ngoài bên ngoài bằng mạ vàng như thế này. Ở trên này thì nó sẽ có logo, ở trên này thì nó sẽ có dập nổi logo ở trên này. Và đặc biệt là dòng son này là dòng son có dưỡng nha cả nhà. Phù hợp với những bạn nào muốn tặng 20 tháng 11 cho thầy cô giáo mình này. Thì Loan nghĩ rằng là cái dòng son này rất là phù hợp. Đó, dòng son có dưỡng thì Loan cũng sẽ thử màu lên trên tay để cho cả nhà thấy. Nó có một cái lớp dưỡng ở trên này. Đây ạ. Mọi người có thể thấy bóng bóng đúng không ạ? Nó một cái lớp dưỡng ở trên này. Bởi vì cái thành phần của nó là được chiết xuất từ tinh dầu argan mà. Và dòng son này là dòng son có dưỡng, tương tự như vậy. Vào mùa đông, thu đông thì chúng ta sẽ sử dụng, nên sử dụng những dòng son có dưỡng để bảo vệ cái môi của mình không bị khô nứt. Son này thì được giảm giá 30%, chỉ còn 215.000 thôi cả nhà. Các anh chị, rồi nói về chì trong son môi, thì yên tâm rằng là tất cả các anh chị tư vấn viên mình yên tâm rằng là lượng chì ở trong son môi của chúng ta đã được Bộ Y tế cấp phép
cấp phép nha, cấp giấy phép nha, đã được Bộ Y tế này, Viện Da Liễu này cấp giấy phép là an toàn đối với người sử dụng, bởi vì là cái lượng chì nó rất là ít và khi sử dụng thì nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con người, cho nên là mọi người hãy tin tưởng vào cái điều đó. Rồi, đây là hai cái sự lựa chọn, một là trẻ trung xinh, trẻ trung sành điệu, hai là sang trọng bắt mắt. Hai sự lựa chọn cho cả nhà. Tiếp theo, son xong rồi chúng ta sẽ có là che khuyết điểm. Che khuyết điểm lật dùm lon trang số lật dùm lon trang số 13, trang số 13 và trang số 81. Trang số 13 và trang số 81. Trang số 13 và trang số 81. Đầu tiên là trang số 13 trước nha. Trang số 13 thì chúng ta sẽ có một cái che khuyết điểm 3 ô như thế này. Thì Loan thấy mỹ phẩm của Oriflame, dòng trang điểm của Oriflame càng ngày càng hướng đến chuyên nghiệp rồi cả nhà. 3 ô như thế này nó có nghĩa là như thế nào? Nó sẽ có gồm 3 lớp tất cả. Lớp kem đầu tiên này, lớp kem thứ hai là và lớp phấn nén. Thì lớp kem đầu tiên ở trong này nó có ghi hướng dẫn sử dụng. Lớp kem đầu tiên là sử dụng cho vùng mắt. Lớp kem thứ hai sử dụng cho những cái vùng có khuyết điểm trên bề mặt da. Và cuối cùng lớp cái phấn nén này là nó sẽ phủ lên những cái vùng mà chúng ta đã che khuyết điểm. Rồi sản phẩm thì ngoài cái công dụng là che khuyết điểm, ngoài cái công dụng che khuyết điểm thì Loan cũng có một cái mẹo như thế này. Thường thì mọi người hay tạo khối cho khuôn mặt, là tạo khối có nghĩa là như thế nào? Giúp cho cái khuôn mặt mình nó thon gọn này, nó bật sáng này, vân vân này. Thì cái che khuyết điểm này nó sẽ thay thế giống như là một cái lớp tạo khối dạng kem. Dạng kem cả nhà, dạng nước á, cái tạo khối dạng nước á. Thì mọi người cũng hay xem những cái video make up, những cái video trang điểm thì mọi người cũng thấy họ hay tạo khối màu đen đen này, rồi màu sáng sáng này. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp bạn làm được điều đó. Lấy cái màu sáng tán vào những cái vùng bắt sáng như là vùng trán, mũi, má, cầm hai má này. Còn màu tối thì chúng ta sẽ tán đều nó khắp khuôn mặt như thế này. Đó, những cái chỗ nào không phải là V-line thì chúng ta hãy tán cái màu tối. Thì chắc chắn là Loan sẽ có một cái clip để giới thiệu riêng về cái dòng sản phẩm này. Mọi người chỉ cần nắm giùm cho Loan là ba sản phẩm này, một có ba lớp này, một hai ba lớp này, hai lớp kem là một lớp phấn phủ, dùng sản phẩm để che khuyết điểm và đang được giảm giá 30%. Thì nếu như mà mọi người thích cái, chắc chắn rằng là Loan sẽ có một cái video. Thì cả nhà mình cứ mua cái sản phẩm này về đi rồi sẽ biết được cái cách sử dụng, bởi vì Loan sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái sản phẩm này như thế nào. Rồi kế tiếp, lật dùm lon trang số 81. Trang số 81 chúng ta sẽ có một cây che khuyết điểm. Cây che khuyết điểm này thì chắc chắn là những bạn nào có làn da mụn, những bạn nào đang có những đốm mụn cũng như làn da dầu thì rất là mong chờ, đúng không ạ? Đây chính là sản phẩm che khuyết điểm 2 trong 1 được sản xuất tại Đức dành cho da mụn. Được sản xuất tại Đức dành cho da dầu, da mụn được chiết xuất từ tinh dầu trà. Sản phẩm này nó sẽ như thế nào? Nó gồm có hai đầu tất cả này. Một đầu là che khuyết điểm, một đầu là cái màu xanh. Và Loan cũng có sản phẩm đây luôn. Đây ạ. Đây là cái sản phẩm mà Loan đang sử dụng này. Đó. Loan sử dụng hơn một tháng nay rồi và bởi vì sử dụng hơn một tháng cho nên là nó bị cong cái phần này mất. À, thì cái này nó có công dụng như thế nào? Bởi vì da của Loan là da hỗn hợp, nhưng mà hỗn hợp thiên dầu cho nên là nó cũng hay rất là hay liên mụn, cũng chăm sóc rất là kỹ và mỗi lần trang điểm thì cũng phải là đắn đo suy nghĩ là mình có nên chồng cái lớp trang điểm này, lớp nền này lên cái đốm mụn dày quá hay không, vân vân và vân vân. Thì từ khi có cái sản phẩm này là Loan cảm thấy là trang điểm với Loan không phải là một cái vấn đề gì gọi là quá to tát nữa. Bởi vì sao? Những bạn nào đang có những cái đốm mụn đỏ, những cái vết thâm của mình, thì để che được cái đốm mụn đó cũng như là để giúp cho cái mụn của mình nó không có bị sưng, nó không có bị mọc mủ, nó đang bình thường nhưng mà trang điểm vào là nó sẽ sưng mủ, thì tránh cái trường hợp đó ra thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh này để che lên cái vùng mà có vết thâm đỏ, có vết mụn đỏ hay là những cái nốt mụn bọc đó, che cái màu xanh này lên, cái màu xanh này này che lên
chai cái màu xanh này lên. Rồi tiếp theo, tại vì cái màu xanh này là nó chứa tinh dầu trà nha cả nhà, trà tràm, cho nên là nó kháng khuẩn rất là tốt và nó bảo vệ cái làn da của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ trồng một cái lớp nền lên trên cái vùng chỗ này, lên trên cái vùng mà chúng ta cần che, trồng nó lên. Trồng lên một cái lớp nền thiệt là mỏng. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái che khuyết điểm bên này. Sử dụng cái che khuyết điểm bên này này. Sử dụng che khuyết điểm bên này, tán lên trên cái lớp. Đây ạ, đang làm bên cạnh này. Đó. Đây ạ, tán lên trên cái đây là kem che khuyết điểm này. Đó, tán lên trên cái vùng da mà chúng ta đã che khuyết điểm bằng cái màu xanh này, tán lên trên này. Đó thì đảm bảo an toàn 100% là mụn của mình nó không có bộc phát, nó không có nó sưng to lên, yên tâm về cái vấn đề đó. Rồi bạn nào mà da dầu, da mụn muốn trang điểm muốn như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng rất là yên tâm rồi đúng không ạ? Đó chính là công dụng của sản phẩm che khuyết điểm 2 trong 1. Ưu đãi là giảm 30%, chỉ còn 89.000 cho một sản phẩm. Nó không có làm sưng to cái đống mụn mình lên nha, mà nó còn giúp xẹp cái mụn mình xuống nữa, bởi vì nó có chứa tinh chất trà cả nhà, sát khuẩn rất là tốt. Đó, Lon cực kỳ thích sản phẩm này và Lon dùng, Lon xài liên tục, xài hàng ngày. Không cần trang điểm cũng được, bạn nào mà có muốn đống mụn to không cần trang điểm cũng được, chấm cái màu xanh lên rồi bôi cái kem che khuyết điểm vào để cho họ không có nhìn thấy cái đống mụn của mình á. Nếu như có thì nó cũng không có bị bật ra quá, nhìn nó xấu xí á, nó không có bị bật ra quá thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Rồi kế tiếp, sau khi mà chúng ta đã xong sản phẩm che khuyết điểm thì chúng ta sẽ có sản phẩm là sơn móng tay. Sơn móng tay nằm ở trang số 15. Nằm ở trang số 15, mọi người hãy dỡ dùm cho Lon trang số 15, lật đến dùm cho Lon trang số 15. Đây, trang số 15. Thì Lon sẽ nói như thế này. Cái hũ bông mà dùng để tẩy móng á, là nó được sản xuất tại Ba Lan. Còn riêng cái sản phẩm sơn móng tay thì nó được sản xuất tại Pháp. Thì chúng ta sẽ nói về cái hộp bông này trước. Mọi người không nhớ thì cứ ghi vào trên cái cuốn sổ này dùm cho Lon này, ghi thẳng trực tiếp vào trong cái cuốn catalog này luôn, để khỏi cần phải nhớ lại hay nhớ như thế nào nữa, ghi trong này, học trong này. Rồi khi mà chúng ta sơn móng tay á, khi sơn móng tay thì mình rất là e ngại cái việc là móng của mình bị ố vàng, rất là e ngại cái việc là móng của mình nó bị yếu, rất là e ngại nhiều thứ đúng không ạ? Thì sơn móng tay của Oriflame được sản xuất tại Pháp, nó sẽ có một cái mùi nhẹ, không giống những cái mùi mà hóa học, không giống những cái mùi mà hóa học giống như ngoài thị trường mà 20-30 ngàn một lọ, 20-30 nghìn một lọ. Rồi đặc biệt là cái màu móng của chúng ta nó không có bị bong tróc sau 14 ngày. Lon đã thử sử dụng sơn móng tay của Oriflame rồi, Lon sử dụng rất là nhiều lần luôn, mà bởi vì Lon không có một cái thói quen là sử dụng sơn móng tay, nhưng mà Lon cũng phải thử sản phẩm, Lon phải trải nghiệm sản phẩm rồi Lon mới tự tin để chia sẻ với cả nhà được. Thì khi mà Lon sơn, lớp sơn khô rất là nhanh, lớp sơn khô cực kỳ nhanh, chỉ cần 2 phút 3 phút, chỉ cần 2 phút thôi, chưa tới 3 phút, 2 phút là lớp sơn đã khô hoàn toàn. Nếu muốn màu đậm hơn thì chúng ta sẽ trồng lớp thứ hai lên, và Lon để nguyên như vậy trong 14 tới 15 ngày. Lon canh đúng y 2 tuần, thì trong lúc đó Lon vẫn làm việc nhà, Lon vẫn làm tất cả mọi thứ, thì móng tay của Lon chỉ bị bong tróc vùng đầu ngón, bởi vì đây là cái vùng mà chúng ta cần phải làm việc nhiều nhất, và cái đầu ngón này nó cũng mọc móng tay ra mà, cho nên là nó sẽ bị bong tróc vùng này. Chỉ riêng cái vùng đầu móng nó mới bị bong tróc, còn những cái vùng ở xung quanh móng như thế này giữ nguyên, không bị gì cả. Có nghĩa là độ bám màu cực kỳ cao. Đó chính là sản phẩm Oriflame, và mọi người yên tâm về cái vấn đề là vàng móng hay là yếu móng, không hề có xảy ra cái tình trạng như vậy. Thì để tẩy cái màu móng này như thế nào? Thường thì chúng ta hay sử dụng những cái sản phẩm mà dạng cồn cộng với cái bông, rồi chúng ta thấm dung dịch rồi chúng ta tẩy như thế này đúng không ạ? Làm như thế khá là bất tiện là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cồn quá nhiều, cho nên cái việc mà ố cái móng, vàng cái móng sẽ xảy ra. Không tin thì mọi người cứ thử đi, mà chắc chắn là cả nhà đã thử rồi. Sau khi sơn xong sử dụng cái dung dịch đó tẩy lên một phát là cái móng của mình nó vàng hoe à, nó vàng lắm. Thì chúng ta Oriflame đã sản xuất ra cái dung dịch ở cái hộp bông cô tông thấm dung dịch tẩy màu sơn móng tay này đây. Chỉ cần một tờ thôi, giống như là một cái
nó giống như là một miếng bông tẩy trang cả nhà, nó giống một miếng bông tẩy trang thì trong cái miếng bông đó nó đã thấm sẵn cái dung dịch tẩy móng ở trong đó rồi, chỉ cần khui cái hộp ra, bóc cái lớp bạc ra, nhưng mà nhớ là giữ cái lớp bạc lại nha, giữ cái lớp bạc lại, bóc ra, giữ cái lớp bạc lại, lấy một cái miếng bông trong đó ra lau cái bàn tay của mình, thì chỉ cần một miếng bông chúng ta đã lau sạch được 10 ngón tay, 10 đầu ngón tay của mình rất là nhanh chóng. Và đặc biệt là trong cái miếng bạc nó sẽ có chứa một cái lượng dầu, thì khi mà chúng ta tẩy, khi mình tẩy nó sẽ bảo vệ, nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho cái móng tay của mình đó, và nó sẽ không gây hại, nó không chứa cồn, cho nên là nó sẽ không có làm cái vàng cái móng của mình nó bị vàng, và đặc biệt nữa là nó rất là tiện dụng khi chúng ta mang đi. Đó chính là cái sản phẩm bông tẩy móng của mình. Một hộp như thế này thì gồm 26 miếng. Xài Long nghĩ là một nửa tuần mình tẩy một lần, một tháng mình tẩy hai lần, thì mình vị chi mình tốn 2 miếng thì cái hộp này chắc phải là dùng được 3 tháng 4 tháng nó mới hết một cái hộp như thế này. Rất là tiền đúng không ạ? Thì ưu đãi là 40% giảm giá 40%. Một hộp bông thì chỉ còn 119.000 thôi này. Sơn móng thì chỉ còn 77.000 thôi này. Bạn nào mà đã sử dụng sơn móng của Oriflame thì sẽ không bao giờ sử dụng những cái loại sơn móng khác ở bên ngoài thị trường. Vậy là xong phần trang điểm. Thì chúng ta tiếp tục đến phần nước hoa. Nước hoa thì giữ dùm lon trang số Nước hoa thì giữ dùm lon trang số 31. Tháng này giảm giá rất là nhiều. Trang số 31, tụi nó sẽ cố gắng rút gọn lại. Trang số 31 thì chúng ta sẽ có một cái chai Tonkabin Sublinator Tonkabin. Thì chai này Lon gọi đây là một cái sản phẩm là nước hoa đậu tonka. Nước hoa đậu tonka và nó có một cái mệnh danh là thuần khiết đến vô cùng. Mệnh danh là thuần khiết đến vô cùng. Thì cái điều gì nó khiến chai nước hoa này trở nên đặc biệt thì mọi người lưu ý dùm Lon 3 điểm. Đầu tiên là công nghệ, thứ hai là người sáng tạo, và thứ ba là thành phần. Thường thì cả nhà thường hay thấy là, chúng ta sẽ bàn về từng phần nha, công nghệ trước. Thì thường cả nhà hay thấy là sử dụng công nghệ chân cấp thông thường á, chân cấp có nghĩa là sử dụng công nghệ nhiệt, phương pháp nhiệt á, thì đây là một cái phương pháp cũ rồi, phương pháp rất là cũ rồi. Chân cấp thì nó có một cái nhược điểm là các cái nguyên liệu nó sẽ bị ngâm hàng tháng trời, thì trong hàng tháng trời đó chắc chắn nó sẽ bị nhiễm vi khuẩn bởi các thành phần vi khuẩn gây nên. Đó, nó sẽ bị nhiễm khuẩn bởi các vi khuẩn gây nên là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị lẫn những cái mùi lạ vào trong cái sản phẩm. Và cái thứ ba là nó sẽ không lấy được cái lượng tinh dầu thuần khiết, cũng như là không lấy được nhiều tinh dầu cho cái nguyên liệu đó. Thì khi chúng ta sử dụng cái nguyên liệu này, chúng ta sẽ không lấy được cái được gọi là cái lượng tinh dầu nhiều á, nhiều của sản phẩm, chỉ lấy được một chút xíu thôi. Đó, thì lấy ít tinh dầu này bị lẫn tạp chất này, có mùi lạ này, không thu được nhiều tinh dầu này. Thì chính vì cái lẽ đó, Oriflame đã sử dụng một cái phương pháp rất là mới trên thế giới là công nghệ chiết xuất tinh khiết từ CO2. Thì Lon xin nhấn mạnh rằng là đây là cái công nghệ đắt gấp 5 đến 10 lần so với những cái công nghệ thông thường. Công nghệ chiết xuất tinh khiết từ CO2. Thì để giải thích cho cái vấn đề này tại vì sao nó lại mắc như vậy thì Lon cũng giải thích luôn. Thường thì một cái vật thể nó sẽ nằm tồn tại trong ba dạng: rắn, lỏng và khí, đúng không ạ? Thì ba dạng này nếu như mà để trong một cái mức áp suất nhất định thì nó sẽ bị biến đổi, ví dụ như là chất khí đi, còn ví dụ như chất khí, nếu như chúng ta nén chất khí đến một mức áp suất đủ cao thì chất khí nó sẽ hóa thành chất lỏng. Tuy nhiên có một cái giá trị áp suất mà ở đó, nếu như chúng ta nâng dần nhiệt độ lên thì chất lỏng sẽ không thể nào quay trở về chất trạng thái khí được, mà nó sẽ rơi vào một cái trạng thái đặc biệt. Nó sẽ rơi vào một cái trạng thái đặc biệt gọi là trạng thái siêu tới hạn. Của CO2. Thì vật chất ở trạng thái này nó sẽ mang hai cái đặc tính là vừa lỏng vừa rắn. Xin lỗi cả nhà, thì nó ở cái trạng thái này nó sẽ mang hai cái đặc tính là vừa lỏng và vừa khí. Thì khi mà
vừa lỏng vừa khí thì nó nằm ở trạng thái là siêu tới hạn, và khi mà chúng ta muốn thu được cái tinh dầu thì chúng ta chỉ cần giảm cái áp suất thấp hơn cái áp suất của CO2 thì chất khí nó sẽ chuyển, thì cái vật thể nó sẽ chuyển thành chất khí bay ra ngoài, còn cái chất lỏng của chúng ta, cái tinh dầu của chúng ta nó sẽ bị thoát, nó sẽ được thoát ra khỏi bình hứng. Thì thông qua cái công nghệ này, cái dung dịch, cái tinh dầu của chúng ta thu được nó sẽ tinh khiết, nó sẽ tinh khiết giống như cái mùi hương tự nhiên ở trong, mùi hương thực sự ở trong tự nhiên, tinh khiết vô cùng. Chính vì thế câu slogan của chai nước hoa là thuần khiết đến vô cùng. Đó, tinh khiết giống y chang mùi hương của tự nhiên, không khác bất cứ thứ gì cả, bởi vì nó không hề lẫn một chút tạp chất nào ở trong cái công nghệ này. Đó là cái công nghệ. Cái thứ hai là cái người sáng tạo ra sản phẩm đó chính là bà Natalie Lawson. Thì đây là một nhà được gọi là bậc thầy sáng tạo nước hoa trong thế giới nước hoa. Bà nằm trong top 50 người sáng tạo nước hoa nổi tiếng nhất trên thế giới. Và nói cái tên thì mọi người cũng sẽ không thể nắm rõ được, nhưng bà là người, Natalie Lawson là người đã đứng đằng sau các hãng nước hoa nổi tiếng như là Dior nè, Yves Saint Laurent nè, Burberry nè, vân vân, rất là nhiều hãng, và Oriflame đã nằm ở trong một số, và Oriflame đã hợp tác với bà để cho ra chai nước hoa Sublime Nature Tonka Pink này, đậu tonka này. Và cuối cùng là cái tên đậu tonka, đây chính là cái thành phần chính của sản phẩm, được xem như là hạt ngọc của phương Đông. Ở trong này nó cũng có ghi ạ, như những giọt mưa phùn buông xuống vào một ngày nắng nóng, những tia sáng cường độ cao chiếu lên bề mặt của hạt đậu. Đậu tonka nồng ấm, thanh lịch và tươi mát, mang đậm sắc hương của vùng nhiệt đới. Thì đó chính là cái thành phần chính của sản phẩm. Sản phẩm chai nước hoa đậu tonka được trong dòng là parfum. Cho nên là cái cường độ tinh dầu, cái nồng độ tinh dầu của nó rất là cao, cao nhất trong tất cả các loại nước hoa. Có nghĩa là cái nồng độ của hắn là 20, cái nồng độ của parfum là 20%, cao nhất trong tất cả các loại tinh dầu. Cho nên là cái giá thành của sản phẩm là 1.090.000, nhưng tháng 11 được giảm giá 30%, chỉ còn 759.000. Cho nên là một cái chai nước hoa vừa chiết xuất, vừa công nghệ, vừa người sáng tạo, vừa là dòng cao cấp nhất, mà với mức giá như thế này thì chắc chắn anh chị không thể nào bỏ lỡ được cái sản phẩm, đúng không ạ? Rồi, sản phẩm này thì Long nghĩ là hợp với độ tuổi là từ 23 tuổi trở lên hoặc là 25 tuổi trở lên, sử dụng rất là thích hợp. Tiếp tục là chai nước hoa, cố gắng làm cho cả nhà một tiếng nhưng mà chắc hơi bị lố mất rồi. Tiếp tục là chai nước hoa Love Potion Mist. Thì cả nhà mình yêu thích hương nước hoa Love Potion này, cũng như là thích cái mùi hương quyến rũ, thích cái mùi hương ngọt ngào, thì chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm Love Potion Mist này. Bởi vì sao? Nó mang y chang cái nút hương, nó mang y chang cái đặc trưng của chai nước hoa Love Potion màu đỏ. Cả nhà hay thấy màu đỏ đúng không ạ? Đó, Love Potion màu đỏ thì cả nhà hay sử dụng, thì cái này là mọi người rất là thích rồi. Thì cái này nó mang y chang đặc trưng như vậy, không khác một chút xíu nào, chỉ khác một cái mức giá của nó. Nó mềm hơn thôi, chỉ có 179.000 thôi. Đó, thì đây là một cái chai nước hoa, một cái sự lựa chọn nữa cho tất cả các anh chị nếu như thích cái hương thơm của Love Potion. Chai này thì chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, được chiết xuất từ quýt, hoa lan và mật ong, cho nên là cái mùi hương của nó khá là ngọt ngào. Rồi, bên cạnh đó thì trang số 39 và 38 mình có hai chai nước hoa Friend World. Thì đây là chai nước hoa cặp. Đây là chai nước hoa cặp. Chai nước hoa cặp này thì chúng ta đã có cặp gì? Chúng ta đã có cặp Soul Favor Him Her này. Thì cái cặp này nó rất là, mùi hương nó rất là ngọt, rất là sexy này. Cặp Incognito này, Incognito thì cặp này nó khá là ngọt ngào, khá là trẻ trung này. Cặp Lip Bosset này, Bosset thì cặp này quyến rũ rồi, cặp này quyến rũ đẳng cấp rồi. Và chúng ta có thêm một cái cặp nữa là cặp Tình Bạn, nước hoa Tình Bạn. Nước hoa Tình Bạn này thì đây là một cái dòng nằm trong dòng Audi Toilet, có độ cường độ nước hoa, nồng độ tinh dầu là 14%. 14% thì nó sẽ lưu hương được từ 6 tiếng hoặc là 7 tiếng. Khác parfum thì nó cao hơn nha cả nhà, parfum là 8 tiếng, 9 tiếng hoặc là 10 tiếng, còn Audi Toilet thì nó là 6 tiếng. Rồi, hai chai này thì nó mang một cái hương thơm tươi mát, vui vẻ. Bởi vì sao? Chai nữ thì nó được chiết xuất từ hoa đồng tiền, thì hoa đồng tiền là nó mang cái tượng trưng là tươi sáng, tươi vui,
Đúng không ạ? Còn ở bên này thì nó được chiết xuất từ cây thường xuân, tinh dầu xô thơm và đậu tôn ca. Vẫn là đậu tôn ca, một cái hạt ngọc quý của phương Đông. Đậu tôn ca nằm ở trong cái sản phẩm này. Và cái cây thường xuân này là một cái loại dây leo cả nhà. Cái cây thường xuân nó là một cái loại dây leo. Và để ý nghĩa của cái sản phẩm này là gì? Khi mà cái cây thường xuân này nó leo lên á, nó sẽ bám vào nhau, những cái cây nó sẽ bám vào nhau, bám vào nhau tạo ra một cái sự liên kết rất là chặt, cực kỳ chặt. Đó thì chính cái ý nghĩa của cái cây đó đã áp dụng cho chai nước hoa của chúng ta là tình bạn. Tình bạn thì là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng, nó rất là bền chặt. Cho dù chúng ta không ở cạnh nhau thì chúng ta vẫn nghĩ về nhau. Người bạn đời này, người bạn đồng hành của chúng ta trong tương lai này, người bạn đồng hành của chúng ta trước đây đến bây giờ như thế nào này, thì chúng ta chỉ việc mua cái sản phẩm này tặng cho chính người bạn thân của mình, hoặc là chính những người tri kỷ của mình. Rồi, đặc biệt là sản phẩm là mua 2 trả tiền 1. Có nghĩa là mua 2 sản phẩm mình chỉ cần trả một giá tiền mà thôi, trả một giá tiền mà thôi. Áp dụng từ chỉ có áp dụng 2 cái sản phẩm này thôi cả nhà. 649.000 sở hữu được 2 chai nước hoa. Rồi, đó là xong phần nước hoa. Thì bây giờ mình sẽ tới phần là chăm sóc cá nhân. Chăm sóc cá nhân mọi người lật dùm loan trang số 45. Trang 45 thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm được chiết xuất từ dưỡng da chân ban đêm. Ở trong này nó cũng có ghi là kem dưỡng da chân ban đêm, giàu thành phần dưỡng chất, được chiết xuất từ bơ và nha đam. Từ bơ và nha đam. Bây giờ mình tưởng tượng nha. Ví dụ như mà vào buổi tối này, vào buổi tối nếu như chúng ta đang thư giãn, chúng ta cần một người massage chân giùm cho mình, điều đó có thích không ạ? Rất là thích. Để làm được điều đó, để massage được thì làm gì? Cần phải có sản phẩm thì chúng ta mới massage chân được, đúng không? Bởi vì cái đôi chân của mình là một cái nơi được gọi là trọng lượng của cơ thể nó dồn hết về phía chân. Đôi chân là nơi chịu rất là nhiều những cái gánh, những cái trọng lượng của cơ thể của chúng ta. Và đôi chân là một cái chỗ là gọi là chai sần nhất ở trên cái cơ thể. Chúng ta dưỡng da mặt, chúng ta dưỡng da tay, chúng ta dưỡng da cơ thể thì tất nhiên đôi chân sẽ không thể thiếu được kem dưỡng da. Đặc biệt là những bạn ở vùng sâu, ở những cái vùng núi cao này, hay là những bạn đang có một cái thời tiết lạnh, khô hanh thì chắc chắn là cái bàn chân của mình nó sẽ bị nứt nẻ. Nhiều khi là bị tương máu cả nhà, bị tương máu ra. Và đặc biệt là những bạn, con rất là thấy tội cho những bạn là bị á sừng, có nghĩa là những gọi là bệnh phong. Thì họ rất là cần những cái gì dưỡng chất, những cái gì dưỡng chất ở trong cái sản phẩm này, từ bơ này, từ nha đam này, nó sẽ giúp cho cái bàn chân của mình được mềm mại ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Và để duy trì cái hiệu quả đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ đây cho đến mãi về sau, để giúp cho cái đôi chân của mình được mềm mại, được tránh khỏi những cái vấn đề như là á sừng, bong tróc, tương máu. Đó chính là cái sản phẩm mà cái công dụng của sản phẩm của chúng ta mang lại. Sản phẩm thì được chiết xuất từ Ba Lan. Sản phẩm được chiết xuất từ Ba Lan, cả nhà nhớ giùm cho Loan. Sản phẩm thì được sản xuất từ Ba Lan, cả nhà nhớ giùm cho Loan cái nơi sản xuất của nó nha. Rồi, khi mà chúng ta quá là mệt mỏi, khi mà chúng ta quá là căng thẳng sau một ngày dài, thì tất nhiên một cái bạn, một người chồng, một người vợ, một người con có thể massage chân cho mẹ, cho ba, cho chồng, cho vợ đó. Loan nghĩ điều đó rất là tuyệt vời cả nhà. Và sản phẩm là chỉ có 89.000 mà thôi, ưu đãi đến 40%. Bơ và nha đam, cả nhà nhớ giùm cho Loan đây nha. Rồi, bên cạnh đó thì ngoài cái dưỡng da chân ra thì chúng ta còn có dưỡng da tay. Dưỡng da tay, đây ạ, dưỡng da tay. Một khuôn mặt rất là trẻ trung, nhưng mà khi đưa cái bàn tay ra mà thô sần rồi nhăn nheo, chắc chắn rằng là họ sẽ không thể nào tưởng tượng ra được. Chứ mình cũng có thể không thể nào tưởng tượng ra được, đúng không ạ? Rồi, cái dưỡng da tay của chúng ta là dưỡng ẩm dành cho, được chiết xuất từ bơ. Bơ thì nó, lưu ý giùm cho Loan, sản phẩm nào được chiết xuất từ bơ là một cái sản phẩm mà nó dưỡng ẩm, cung cấp rất là nhiều dưỡng ẩm. Nhớ giùm cho Loan cái điều này. Sản phẩm được chiết xuất từ bơ là một sản phẩm được cung cấp rất là nhiều dưỡng ẩm. Bởi vì bơ nó có công dụng là cấp ẩm, dưỡng ẩm cho làn da. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm mới này, được giảm giá 50%, rất là nhỏ gọn, tiện dụng. Chúng ta có thể bỏ vào trong cái túi xách của mình, mang đi tất cả nơi, tất cả mọi nơi. Đó, lúc nào thấy tay mình nó khô khô thì chúng ta cho ra, thoa massage nhẹ nhàng lên trên cái bàn tay của mình. Tại vì vùng da mặt, vùng da cổ, vùng da tay
là những cái vùng da mà chúng ta có thể nhìn được cái tuổi tác của mình. Vì thế đã chăm sóc làn da mặt, đã chăm sóc làn da cổ, đã chăm sóc làn da cơ thể, chăm sóc làn da chân thủy thì làn da tay sẽ không thể nào thiếu được, phải không ạ? À? Đó, và phải tập cho mình cái thói quen là ngày nào cũng phải là dưỡng da tay, đặc biệt là ngồi ở trong những cái văn phòng, những cái nơi mà có điều hòa như thế này thì da tay của mình nó rất là khô. Rồi, xong phần dưỡng da tay rồi, chúng ta sẽ tới một cái sản phẩm tiếp theo là dầu gội trị gầu và dầu gội chống tóc hư tổn trang số 53 và trang số 87. Thì đầu tiên mọi người dỡ dùm lon trang số 53 trước nha. Trang số 53 thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm này ạ. Cái sản phẩm này là dầu gội trị gầu dành cho da đầu có gầu. Nhớ nha cả nhà. Oriflame thì có rất là nhiều sản phẩm gội đầu dành cho tất cả các đối tượng khác nhau và đặc trị cho từng đối tượng khác nhau. Thì riêng cái sản phẩm dầu gội trị gầu màu xanh dương này đặc trị cho những bạn nào đang gặp vấn đề tình trạng về da đầu có gầu. Và sản phẩm được sản xuất tại Ba Lan. Bởi vì sao? Dầu gội nó có chứa tảo biển này, cũng như có chứa khoáng chất này, nó sẽ giúp nuôi dưỡng tóc và da đầu. Nếu như mà cái da đầu của mình nó quá khô, nó sẽ gây ra gầu. Nó quá ẩm, nó cũng gây ra gầu. Bởi vì sao? Khi mà da đầu mình nó nhờn á, thì bắt đầu bụi bẩn nó bám vào. Thì khi mà những cái bụi bẩn này nó khô, khi mà chúng ta gội đầu mà chúng ta không có sạch, không có kỹ, thì những bụi bẩn này nó sẽ bị bám lại trên cái da đầu của mình. Và khi mà nó khô lại, chúng ta chỉ cần gãi thì bắt đầu là gầu nó bị bong tróc ra, nó bám, nó trở thành gầu thôi. Và cái cuối cùng là do bệnh lý. Cái thứ ba là do bệnh lý. Bệnh lý này, da đầu quá khô, da đầu quá nhờn, đó, ba cái này sẽ gây ra gầu. Thì sản phẩm nó có chứa tảo biển, nó sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da đầu này. Nó có chứa khoáng chất, nó sẽ giúp nuôi dưỡng cho tóc và da đầu. Thì những bạn nào đang gặp tình trạng về vấn đề gầu thì mình sẽ tư vấn ngay cho Loan mã số 32893, đang được giảm giá 40%, chỉ còn 145.000 mà thôi. Đó là sản phẩm dành cho da tóc có gầu nha cả nhà. Tiếp theo là trang số 87. 87 thì mình sẽ ở phần cuối trang á, mình sẽ có một cái bộ sản phẩm dành cho tóc hư tổn. Đây ạ. Dành cho tóc hư tổn đây ạ. Đùng to đùng luôn, bên này là ưu đãi đến 40%, giảm giá đến 40%. Rồi, tóc hư tổn có nghĩa là sao? Tóc hư tổn là một cái sơ rối, chẻ ngọn, khô dễ gãy, rụng, yếu, vân vân, đó chính là cái dấu hiệu của tóc hư tổn. Thì những bạn nào đang gặp dấu hiệu của tóc hư tổn thì chúng ta sẽ tư vấn ngay cho nó cái bộ sản phẩm Hair X màu nâu này. Hair X màu nâu này, bởi vì cái sản phẩm nó sẽ chứa một cái phức hợp là micro keratin và phức hợp phytonutrient. Đó, keratin này á, là nó có công dụng gì? Keratin ở trên tóc mình á, thì đây là một cái loại protein, được gọi là protein. Nó hoạt động giống như là một cái màng bảo vệ cả nhà. Đó, khi mà cái keratin này nó bám ở trên da đầu của mình này, thì bắt đầu nó sẽ hoạt động giống như là một cái màng bảo vệ, để bảo vệ lại từng cái chân tóc của mình. Nhưng theo thời gian thì bắt đầu cái keratin này nó sẽ bị yếu đi, nó sẽ bị giảm dần đi. Chính vì thế cái việc bổ sung keratin cho tóc là một điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt là tóc hư tổn. Bởi vì những cái mà tóc hư tổn nó đã bị mất keratin rồi. Đó, kế tiếp là chúng ta có một cái phức hợp nữa là phytonutrient. Thì đây là một cái phức hợp dinh dưỡng. Đây là một cái phức hợp dinh dưỡng để bù đắp, để cung cấp những cái độ ẩm, cũng như những cái gì mà da đầu tóc đang bị hư tổn cần thiết nhất. Thì sản phẩm gồm có 3 món tất cả: dầu gội, dầu xả và kem ủ tóc. Gội đầu xong, xả tóc là chuyện rất là bình thường rồi, đúng không ạ? Ngày nào chúng ta cũng cần phải làm, 2 ngày làm một lần. Đối với nữ và nam thì ngày nào cũng phải gội và xả. Rồi, cái hũ nhỏ nhỏ này là như thế nào? Cái hũ nhỏ nhỏ này là mặt nạ dành cho tóc. Chúng ta đã có mặt nạ dành cho mặt này thì tóc cũng cần phải có mặt nạ. Thì cái mặt nạ này mình sử dụng một tuần là từ 2 đến 3 lần, tùy theo cái nhu cầu của từng khách hàng. Từ 2 đến 3 lần thì như thế nào? Sau khi gội xong, xả nước thật là sạch, lau khô cái tóc, lau vắt nước đi, có nghĩa là nó mình cái tóc mình cho nó khô một chút xíu đi, thì mình sẽ cho một cái lượng dầu ủ này lên trên cái bề mặt da đầu của mình, cách chân tóc dùm lon cỡ
một phân, 1 tới 2 phân. Cắt cái chân tóc dùm lông từ 1 tới 2 phân. Đó thì chúng ta sẽ dùng một cái khăn đó. Khi mà chúng ta đã cho hết đầy lên cái tóc của mình thì chúng ta sẽ dùng cái khăn quấn tròn cái đầu mình lại. Quấn tròn cái đầu mình lại, ủ như vậy trong vòng từ 15 phút hoặc là 10 phút. Sau khi mà ủ xong thì chúng ta sẽ lấy ra, xả sơ lại với nước rồi lau tóc, sấy khô. Để như vậy thôi. Đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Và nếu như mà ngày nào mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ ủ này này thì mình sẽ không cần phải sử dụng dầu xả. Tóc hư tổn được sản xuất tại Ba Lan, gồm có 3 sản phẩm tất cả. Được chưa? Tiếp theo là một sản phẩm nằm ở trang số 83. Đây là dòng chăm sóc cá nhân nha cả nhà. Nằm ở trang số 83 thì chúng ta có một cái dung dịch vệ sinh. Dung dịch vệ sinh này thì như thế nào? Tại vì sao mà cái dung dịch của mình nó bán rất là chạy? Bởi vì là nó to. Cái thứ nhất là nó rất là to, nó chứa rất là nhiều ml, nó có tới 300 ml, và nó là dạng treo đặc cho nên sử dụng rất là tiết kiệm. Đặc biệt là sản phẩm không chứa xà phòng mà nó chỉ làm sạch bằng axit lactic. Khi mà mọi người nghe cái tên axit lactic thì nó hơi đáng sợ đúng không ạ? Tại vì axit mà nghe nó hơi rùng rợn một chút xíu, nhưng mà không sao, tên hơi đáng sợ nhưng đây được xem là thần dược. Cái axit lactic này được xem như là thần dược giúp cái làn da của mình nó được tươi trẻ và nó được khỏe mạnh hơn. Và cái axit lactic này thì nó rất là nổi tiếng bởi cái công dụng là cái khả năng thẩm thấu, nó sẽ len lỏi vào tận sâu từng các tế bào biểu bì của mình. Đó chính là cái công dụng của axit lactic, và Oriflame đã ứng dụng cái sản phẩm này vào trong chính cái dung dịch vệ sinh của chúng ta. Nó sẽ giúp cân bằng độ pH, giúp làm mềm mịn cái vùng da và tránh những cái tình trạng viêm nhiễm cho cái vùng da nhạy cảm nhất. 40% cả nhà, sản phẩm mới giảm giá tới 40%, và đặc biệt là cái sản phẩm này được chiết xuất từ hoa lan. Hoa lan thì trong hoa lan, trong thuốc bắc người ta cũng hay sử dụng cái hoa lan này để trị bệnh lắm. Rồi, phù hợp với tất cả các loại da, đặc biệt là da khô và da nhạy cảm. Xong phần dung dịch vệ sinh là chúng ta sẽ có phần là xịt, dạng xịt. Đây, xin lỗi cả nhà. Đây là xịt khử mùi, đây là xịt toàn thân. Thì nói chung là cái xịt toàn thân này chỉ có một cái câu nói thôi, đó chính là tăng cái cường độ nước hoa cho cơ thể. Thì nếu như ở trong này nó có nha, một cái chai Jordani Gold Essenza này, một chai Bosset của nữ này, và một chai lăn khử mùi Bosset nam, lăn khử mùi. Hai chai này là hai chai xịt toàn thân. Thì công dụng của sản phẩm mang lại là nó sẽ tăng cường hương thơm nước hoa cho cơ thể. Thì đối với những bạn nào mà hay làm việc ngoài trời này, hay ra nhiều mồ hôi này, thì cái mùi hương nước hoa của chúng ta nó sẽ không bám dai trên cơ thể của mình được. Thì chúng ta cần phải có những cái sản phẩm hỗ trợ như là cái xịt khử mùi như thế này. Đó, chỉ cần lắc đều nó lên, xịt khắp cái cơ thể của mình, là sau đó xịt nước hoa lên thì chắc chắn là nước hoa nó sẽ bám từ sáng cho tới tối. Rồi, kế tiếp là bộ sản phẩm lớp Nature trang số 51 và trang số 91. Bộ sản phẩm lớp Nature trang số 51 và trang số 91. Giữ dùm loan trang số 51 và trang số 91 nha. Đây ạ. Trang số 51 thì chúng ta sẽ có một cái bộ sản phẩm lớp Nature được chiết xuất từ phúc bồn tử và bạc hà. Phúc bồn tử và bạc hà, và được sản xuất tại Ba Lan. Được sản xuất tại Ba Lan, chiết xuất từ phúc bồn tử và bạc hà. Thì đây là một gồm là gel tẩy tế bào da chết này. Tẩy xong thì chúng ta sẽ vô dưỡng thể này. Còn riêng cái thanh xà phòng này thì chúng ta có thể cho con nhỏ của mình sử dụng được. Bởi vì cái tẩy tế bào da chết thì những cái đứa trẻ non nớt nó sẽ không xài được cái sản phẩm tẩy tế bào da chết. Thì chúng ta có thể cho con nhỏ của mình sử dụng cái thanh xà phòng này để tắm. Đó, rất là tiện lợi. 3 sản phẩm tất cả. Thanh này chúng ta cũng có thể dùng để rửa tay luôn cả nhà. Rồi, ưu đãi là giảm 40%. Ngược lại với trang số 91, trang gần cuối đây ạ. Trang số 91 thì chúng ta sẽ có một cái bộ sản phẩm là được chiết xuất từ dưa lưới và dừa. Thì cái dưa lưới và dừa Loan đang có sẵn ở trên tay luôn đây. Loan đang có sẵn ở trên tay 3 sản phẩm này đây ạ. 3 sản phẩm này, dưa lưới và dừa, đầu tiên là cái chai sữa tắm, tiếp theo là một cái chai dưỡng thể, và cuối cùng là một cái thanh xà phòng như thế này. Đây ạ, thanh xà phòng như thế này. Thì nhìn nó rất là giống với cái cục thạch, và để xa tầm tay trẻ em dùm cho Loan không thôi là Loan nghĩ là nó sẽ ăn đó. Rồi,
Thì cái sản phẩm này cũng tương tự như vậy, nó sẽ sử dụng là tắm xong rồi chúng ta sẽ vô dưỡng thể, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái thanh xà phòng để cho chúng ta có thể rửa tay này, có thể cho con nhỏ mình tắm này. Đó, thì dưa lưới và dừa thì nó rất là mát, nó cực kỳ mát. Và chia sẻ cho cả nhà một cái này luôn, thì Loan hay bị say xe, kiểu như say xe to á. Say xe to thì cái lúc đó Loan có sẵn ở trong cái cặp của mình, trong cái túi xách của mình một cái sản phẩm dưỡng thể này này. Chia sẻ thật nha, một cái dưỡng thể này này, bởi vì Loan được công ty tặng cho nên là Loan có trước. Thì Loan luôn luôn để cái sản phẩm này trong cái túi xách của mình. Thì trước khi lên xe Loan sẽ lấy cái sản phẩm này ra. Loan lấy một cái sản phẩm này, ít cái sản phẩm này ra, Loan bắt đầu thoa đều lên trên hai cái bàn tay của mình. Sau đó Loan đưa vô trong cái khẩu trang của mình đó, cái khẩu trang của mình. Loan đưa vào trong cái khẩu trang của mình và Loan lên xe, Loan nằm thì chỉ có là từ đầu tới cuối Loan chỉ nghe được mùi dưa lưới và mùi dừa thôi, còn lại không nghe bất kỳ mùi xay xe nào cả. Chính vì thế là cái sản phẩm này nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là thư thái, rất là, và thật sự Loan rất là thích, bởi vì Loan không bị say, tại vì cái lúc đó là Loan không bị say xe, nhưng mà Loan là một người say xe rất là nặng đó, cho nên là cái sản phẩm này đã cứu giúp Loan ngay tại lúc đó và Loan đã yêu luôn cái sản phẩm này rồi. Thì tất nhiên Loan sẽ có một cái bài review, bài chia sẻ riêng về cái bộ sản phẩm của chúng ta. Dòng lớp nature thì nó được ứng dụng cái công nghệ là tự phân hủy sinh học. Tự phân hủy sinh học ở đây là gì? Đợi xíu Long cắm cái dây sạc vô. Từ phân hủy sinh học có nghĩa là những cái Từ phân hủy sinh học có nghĩa là khi mà chúng ta tắm, khi mà chúng ta gội, hay là khi chúng ta làm những cái gì đó liên quan tới vấn đề môi trường nước á, thì khi mà chúng ta dội nó xuống, như là những cái tế bào da chết đi, khi chúng ta dội những tế bào da chết của dòng lớp Nature nha, khi chúng ta dội nước xuống thì bắt đầu những cái chất thải nó sẽ được thải qua cống, nó sẽ được thải xuống dưới cống. Thì cái phương pháp tự phân hủy sinh học nó sẽ không hề gây ảnh hưởng đến cái nguồn nước của mình. Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm khác thì chắc chắn cái hạt nhựa, cả nhà, cái hạt nhựa trong cái tẩy tế bào da chết của những cái sản phẩm ngoài thị trường á, khi mà nó thải xuống cống thì nó sẽ không có thể nào hòa tan được, mà nó sẽ vào cái nguồn thức ăn của cá này, của những cái động vật này. Thì khi mà cá động vật nó ăn vào trong cái dạ dày của nó bám vào trong cái thành dạ dày, nó không có tiêu hóa nha, nó bám vào trong thành dạ dày. Thì khi mà mình vớt những cái con cá, mình câu cá, mình mua những cái hàng ở ngoài chợ đi, thì khi mà mình ăn những con cá đó thì những cái đó nó sẽ đi đâu, những cái vi 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 nhựa đó nó sẽ đi đâu, nó vào trong cái cơ thể của mình. Thì tới lúc đó mình sẽ bị, về lâu về dài chắc chắn mình sẽ bị ung thư. Thì riêng cái sản phẩm lớp Nature của Oriflame không hề có chứa cái những cái đó, mà nó sẽ được ứng dụng là công nghệ là tự phân hủy sinh học, cho nên là nó rất là an toàn đối với tự nhiên ha. Rồi tiếp theo là kem đánh răng và bàn chải. Kem đánh răng và bàn chải là cái sản phẩm nằm ở phía trang cuối cùng này. Kem đánh răng và bàn chải đây ạ. À, kem đánh răng và bàn chải. Thì kem đánh răng và bàn chải này là cái bàn chải, là bàn chải mới trong tháng 11 này. Kem đánh răng này, bàn chải mới này. Thì bàn chải này nó khác gì so với tất cả những cái loại bàn chải thông thường? Thì Loan đã sử dụng cái bàn chải này rồi và Loan cũng chia sẻ cái cảm nhận của mình dành cho đến với tất cả các anh chị tư vấn viên. Thì đối với cái bàn chải này ha, thì nó sẽ có hai loại tất cả. Một là loại dành cho da nhạy cảm, răng nhạy cảm, và một là dành cho phù hợp với mọi đối tượng. Thì cái đầu cọ cả nhà, Loan thích cái thiết kế đầu cọ đây. Nó đầu cọ của nó là vòng cung. Cái đầu cọ vòng cung cho nên là khi mà chúng ta chải á, nó sẽ ôm sát cái răng của mình, nó sẽ ôm sát vào răng của mình. Thì những cái mảng bám ở trong răng nó sẽ được lấy đi rất là sạch và hầu như là không còn mảng bám ở trong răng, bởi vì nó thiết kế lồi lõm. Cái vòng cung có nghĩa là nó lồi lõm, thì răng của chúng ta mà chắc chắn là nó sẽ có cái trồi cái sụp, đúng không ạ? Thì cái thiết kế này nó sẽ giúp lấy đi những cái mảng bám ở trên bề mặt răng của mình, đặc biệt là những cái mà được gọi là cái gì, cao răng, vôi răng á. Cái vôi răng á, thì khi mà chúng ta đưa vào thì những cái vôi răng này nó cũng sẽ lấy đi được một chút ít đó. Loan rất là thích cái điều này. Rồi đằng sau cái bàn chải thì nó sẽ có một cái lượng sóng, cái mặt sau là có một cái miếng nhám, cái lượng sóng á, thì khi mà chúng ta ra lưỡi á,
khi chúng ta ra lưỡi thì nó sẽ lấy đi những cái vi khuẩn ở trên cái lưỡi của mình đó, nó sẽ lấy đi những cái mảng trắng, gọi là cái mảng trắng ở trên cái lưỡi của mình. Khi mà chúng ta lấy thì thay vì chúng ta sử dụng cái đầu bàn chải để chải cái lưỡi, để ra cái lưỡi nó rất là đau, thì chúng ta có thể sử dụng cái vật mà cái miếng sâu của cái bóp đánh răng á đó. Đó, cái bàn chải đánh răng á, chúng ta ra cái lưỡi mình đi thì cái lưỡi của mình nó sẽ được nhẹ nhàng lấy đi những cái mảng bám cực kỳ hiệu quả và cực kỳ an toàn đó. Ưu đãi đây là gì? Khi mua một cái bàn chải cộng một kem đánh răng bất kỳ, chúng ta chỉ trả mức giá là 99.000 đồng mua một cặp, nhưng mà chỉ trả với 99.000 đồng thôi cả nhà, thì Loan chắc chắn rằng đây sẽ là cái sản phẩm mà hot nhất trong tháng 11, bởi vì kem đánh răng thì không cần phải nói quá nhiều nữa rồi, lần nào giảm giá thì cũng đều hết trong vòng một nốt nhạc. Rồi xong phần chăm sóc cá nhân, phần cuối cùng là phần chăm sóc da. Bởi vì tháng này có rất là nhiều sản phẩm cho nên Loan muốn mọi người phải nắm hết tất cả các sản phẩm giống như Loan vậy đó, ghi vào những cái gì mà mình không biết, mình không thuộc. Chăm sóc da thì giữ giùm Loan đến trang số 71. Trang số 71 thì mình sẽ có một cái kem chống nắng, thì Loan đã có một cái video nói về cái kem chống nắng này rồi, thì cả nhà mình có thể xem ở trên cái video đó để nắm rõ kỹ hơn về những cái công dụng của kem chống nắng. Thì tháng sau, tháng 11 thì sẽ được giảm giá kem chống nắng Novay SPF 50 UVA trên PA 4+. Thì cái chỉ số này nó nói lên cái điều gì? Nó vừa giúp được chống được tia UVB này, nó vừa giúp chống được tia UVA này. Thì SPF 50 tương đương với 500 phút ra nắng, tương đương với 8 tiếng, nhưng chúng ta cần phải trừ hao. Mọi người chỉ cần xem cái video về kem chống nắng của Loan là mọi người sẽ hiểu được hết tất cả những gì Loan nói. Rồi cái tiếp theo nữa là PA 4+, thì chỉ số dấu cộng càng nhiều, chỉ số càng tốt và bảo vệ da của mình dưới ánh nắng càng tốt. Đó, thì cái sản phẩm này nó sẽ bảo vệ làn da của chúng ta tránh khỏi những cái tác hại từ tia UV, đặc biệt là cái vấn đề là gây ra tình trạng lão hóa da. Và mọi người chỉ cần lưu ý dùm cho Loan là bất kể trời có nắng hay là trời có mưa, có gió, có bão, có bùng, có mát, có mẻ như thế nào đi chăng nữa, thì miễn sao có ánh sáng sẽ là có tia UV, cho nên là dùng chống nắng là một cái biện pháp bảo vệ da an toàn nhất. Bởi vì đây là cái sản phẩm bảo vệ da nha cả nhà, bảo vệ da chống lại lão hóa. Đó chính là kem chống nắng. Và chỉ cần xem cái video của Loan thôi là mọi người sẽ a nhau đi mua cái kem chống nắng này. Và chắc chắn rằng kem chống nắng sẽ hết rất là nhanh. Cho nên là những bạn nào đã xem cái video và muốn sở hữu kem chống nắng thì hãy nhanh tay đặt hàng vào ngày 1. Rồi, bên cạnh đó chúng ta còn có một cái sản phẩm. Bên cạnh đó chúng ta còn một sản phẩm cuối cùng. Một sản phẩm cuối cùng. Bên cạnh các dòng Novay nữ này, bên cạnh những cái combo wellness này để cho chúng ta có thể chốt đơn hàng 200bb này, thì mình còn cái gì? Mình còn có một cái sản phẩm để cho chúng ta có thể hoàn thành 200bb một cách rất là nhanh chóng. Đó chính là bộ sản phẩm Novay Men. Bởi vì sao Loan lại nói sản phẩm này rất là nhiều lần? Tại vì đây là một cái bộ sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại châu Á. Oriflame đã rất là ưu ái Việt Nam của chúng ta. Chỉ có Việt Nam mới có bộ sản phẩm này. Những cái đất nước khác thì chưa hề có. Những cái đất nước châu Á khác thì chưa hề có bộ sản phẩm. Thì chưa hề có sản phẩm. Cả nhà lưu ý giùm cho Loan nha. Thì để cho ra bộ sản phẩm này thì đã có 42 nhà khoa học dành hơn 1.000 giờ đồng hồ để chế tạo ra sản phẩm, cũng như là sản phẩm đã cho ra 140 nguyên mẫu. Có nghĩa là thông qua 140 nguyên mẫu thì cái mẫu này là mẫu 141 đã cho ra được bộ sản phẩm của chúng ta. Đó, cho ra rất là nhiều những cái sản phẩm khác rồi nhưng không đạt yêu cầu thì mẫu 141 là bộ sản phẩm này. Và đặc biệt sản phẩm đã được thử nghiệm trên 300 người đàn ông khác nhau. Có nghĩa là đến tay các anh chàng, đến tay các cánh mày râu của chúng ta thì đã được thử nghiệm trên 300 người tình nguyện viên. Cho nên là những bạn nam hãy cực kỳ an tâm về cái vấn đề là có an toàn đối với làn da của mình hay không. Đó, và mọi người, bộ sản phẩm được sản xuất tại Ba Lan nha. Thì cả nhà chỉ cần nắm giùm cho Loan hai yếu tố. Đầu tiên là công nghệ PhytoCell. Thứ hai là công nghệ là cây bao bát. Thì công nghệ PhytoCell này ở trên những cái fanpage Loan đều có viết hết. Công nghệ PhytoCell thì nó sẽ có khả năng là giữ nước này, tăng năng lượng cho làn da này, giống như là một điện thoại đang hết pin. Thì bây giờ mình cần phải làm gì? Mình cần phải sạc pin để cái điện thoại đó nó được tăng năng lượng. Thì tương tự như làn da của đàn ông cũng vậy. Khi làn da của đàn ông bị
bị lão hóa, bị mất nước, thì bây giờ mình cần phải bù đắp nước, mình phải cần phải tăng năng lượng cho làn da. Đó là cái thứ nhất, cái công nghệ PhytoCell. Cái thứ hai là cây bao báp. Cây bao báp này nó sẽ giúp chống lại lão hóa cho làn da của nam giới. Bởi vì sao? Trong cái làn da nam giới nó sẽ có một cái tế bào được gọi là vesicle, chỉ có làn da nam giới mới có, phụ nữ không hề có. Thì khi mà chúng khi ngày này qua ngày nọ, cái tế bào vesicle này nó tích tụ trong cái da của mình quá nhiều, quá lâu, tới một lúc mà nó bùng nổ một phát là coi như là không trở tay kịp, thì cái cây bao báp này nó sẽ giúp ngăn chặn, nó sẽ giúp chế sự hình thành ra tế bào vesicle. Đó, tế bào vesicle cả nhà nhớ nha. Thì chính cái cây bao báp này nó sẽ ngăn chặn lại sự lão hóa da cho cánh mày cho đàn ông. Thì nó gồm có 4 món tất cả. Nhớ giùm là 2 công nghệ và nó gồm có 4 món. So với nữ thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đầu tiên là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì cách sử dụng như thế nào? 1 chấm tương đương với bước đầu tiên là sữa rửa mặt. 2 chấm tương đương với bước số 2 là kem dưỡng mắt. 3 chấm tương đương với bước số 3 là tinh chất. Và 4 chấm tương đương với bước số 4 là dưỡng ẩm. Đó, dưỡng ẩm. Thì vừa sử dụng ban ngày ban đêm gì cũng được cả, không có vấn đề gì cả. Bởi vì cái sản phẩm thẩm thấu rất là nhanh, không tạo cảm giác bết dính trên khuôn mặt. Từ 25 tuổi trở lên thì chúng ta có thể sử dụng được sản phẩm này. Còn những bạn nào dưới 25 tuổi nhưng muốn vẫn sử dụng thì không sao cả, vẫn sử dụng được, không có vấn đề gì. Đó, đặc biệt là những bạn nữ mà da có rất là nhiều dầu, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Bởi vì Loan đã làm một cái phương pháp kiểm nghiệm rồi. Kiểm nghiệm như thế nào? Thì ngày hôm đó Loan trang điểm, Loan để cái mặt mình nó bóng dầu, và Loan không sử dụng giấy thấm dầu nha cả nhà. Không sử dụng giấy thấm dầu nguyên một ngày dài. Và tối hôm đó Loan về sử dụng cái sản phẩm sữa rửa mặt dành cho nam này. Bởi vì trong này nó có chứa là những cái hạt nhỏ li ti ở dưới này, hạt nhỏ li ti, cũng như là nó có chứa than đen hoạt tính, cho nên là nó sẽ lấy đi những cái bã nhờn trên khuôn mặt đó. Cho nên là khi rửa xong thì khuôn mặt của Loan rất là sáng. Những bạn nào mà ra quá nhiều dầu, bạn nữ ra quá nhiều dầu thì chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Đó, ở trong này thì nó có những cái hạt massage, chúng ta có thể tẩy tế bào da chết dạng nhẹ luôn. Rồi xong, kết hợp dùng với kem chống nắng thì chắc chắn nám sạm hay là lão hóa thì sẽ không bao giờ đến với đàn ông được. Đàn ông được tạo hóa ban cho một cái làn da là trẻ mãi không già, thì bây giờ chúng ta cần phải bảo vệ cái làn da đó như thế nào. Đặc biệt là các anh tư vấn viên nhà mình bán mỹ phẩm thì phải sử dụng mỹ phẩm, phải trải nghiệm sản phẩm thì chúng ta mới chia sẻ được một cái cách tốt nhất được. Đó chính là cái sản phẩm cuối cùng trong cái buổi chia sẻ sản phẩm chủ lực của Loan ngày hôm nay của tháng 11. Cuối cùng là chúng ta đã xong. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi chia sẻ của Loan, và rất là mong những cái kiến thức vừa rồi của Loan sẽ giúp được cả nhà có thể nắm rõ về sản phẩm, học sản phẩm để chúng ta có thể bán được hàng, và sử dụng sản phẩm để chúng ta có thể chia sẻ sản phẩm một cách tốt nhất. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video livestream lần sau. Bye bye. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người.